Lời nói đầu tiên, mình xin cảm ơn hơn 1.000 anh em đã subscribe theo dõi kênh trong suốt thời gian vừa qua. Đây là động lực để Untrack Share xuất bản được nhiều video hay hơn trong thời gian sắp tới, phục vụ các bạn. Xin cảm ơn. Bây giờ, hãy cùng mình bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Đây là một loài thằn lằn biển ăn thịt lớn liên quan chặt chẽ với thằn lằn hiện đại và rắn, là một trong những loài thượng long lớn nhất thế giới. Dù cho chỉ nặng có 10 tấn, nhẹ cân hơn rất nhiều so với đa số các loài quái vật biển khác, nhưng chính trọng lượng nhỏ của nó đã làm nên sự khác biệt, là nỗi khiếp sợ của đại dương cách đây hơn 70 triệu năm. Chỉ xếp sau Megalodon và Mosasaurus, đây chính là Tylosaurus, siêu sát thủ đại dương thời tiền sử. Xem cá mập chỉ là thực đơn. Tylosaurus là một con mosasaur, là một loài bò sát biển săn mồi lớn có quan hệ gần gũi với thằn lằn hiện đại và rắn. Tylosaurus có kích thước rất lớn, dài từ 13 đến 14 mét, còn to nhất có thể nặng từ 20 đến 30 tấn theo số liệu của trang Wikipedia. Vì vậy nên Tylosaurus được xếp vào một trong số những mosasaur lớn nhất sống vào kỷ phần trắng muộn hay cuối kỷ Creta. Nó cạnh tranh kích thước với hai loài khác là Mosasaurus và Hinosaurus. Chẳng những sở hữu kích thước to lớn, Tylosaurus còn có sự tiến hóa về cấu trúc cơ thể, giúp bơi lội được bằng đuôi thay vì chân trèo như mosasaur thông thường. Ngay cả ở phần đuôi, Tylosaurus cũng có cấu tạo giúp tối đa hóa khả năng lẫn tốc độ di chuyển dưới nước. Đuôi của nó có hình chữ V được tạo thành từ hơn 80 đốt sống. Tylosaurus là kẻ săn mồi đáng sợ nhất của các đại dương cổ đại, sẵn sàng tóm gọn và kết liễu bất cứ sinh vật nào nhỏ hơn bơi ngang qua hàm răng của mình. Con quái vật này sở hữu một hàm răng sắc hình nón được xếp dọc thành hai hàng. Nó xác định vị trí của con mồi dựa vào mõm. Khi con mồi đã xa vào tầm với của hàm răng nguy hiểm mà Tylosaurus sở hữu, nó sẽ bị nuốt chửng. Con quái vật sẽ mở rộng miệng, ngụm một ngụm nước thật lớn, hai hàm răng khép kín không cho con mồi tìm được lối thoát. Vào năm 1991, các nhà khảo cổ học tìm thấy phần mõm, hộp sọ và hàm trên của một sinh vật chưa được xác định rõ ở Smoky Hilltop, Kansas, Mỹ. Vào thời điểm đó, với việc công nghệ hỗ trợ còn gặp rất nhiều hạn chế, các nhà khoa học ban đầu xác định đó là Platycarpus, cũng thuộc loài thằn lằn biển thuộc họ Mosasaur. Tuy nhiên, sau nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia cho rằng con thủy quái này thực chất là một con Tylosaurus họ hàng của Mosasaur. Theo thông tin từ các nhà khoa học cho biết, thì bộ ký tự chuẩn đoán FHSMVP14845 nhận dạng hóa thạch sau nhiều năm nghiên cứu mới chỉ ra được đó thực chất là một con Tylosaurus. Tylosaurus có thể được xem là bạo chúa của đại dương khi có tốc độ bơi lên tới 50 km/h, và cũng vì đó mà nó có thân hình thuôn dài, dễ lẩn trốn khỏi những kẻ thù khổng lồ. Tylosaurus sở hữu bộ hàm lớn và răng rất khỏe, phần xương nhô ra ngay trước mõm để tập trung toàn bộ lực đâm vào đối thủ. Chúng còn có thể nghe rất thính nhờ cấu tạo đặc biệt của hộp sọ. Tylosaurus tiến hóa trở nên lớn hơn, dài từ 14 đến 15 mét với trọng lượng hơn 10 tấn, và nó làm cho các đối thủ của nó ít dần rồi rơi vào tình trạng tuyệt chủng. Đây là đoạn giải thích vì sao mở đầu video tôi đã nói rằng nó nặng 10 tấn, nhưng một lúc sau lại nói rằng nó nặng từ 20 đến 30 tấn là vậy. Nếu ở trên cạn, loài Tyrannosaurus được mệnh danh là kẻ săn mồi trên cạn của kỷ phần trắng, thì ở các vùng biển cuối của kỷ phần trắng, nó thuộc sự quản lý của Tylosaurus. Đặc biệt, ở khu vực Western Interior Seaway từng nhấn chìm vùng trung tâm Hoa Kỳ và Canada ngày nay. Kích thước đồ sộ của Tylosaurus khiến nó gần như là đạt được vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn, và có thể là không có loài sinh vật nào khác thoát khỏi thực đơn của nó, đặc biệt là cá mập.
vì từ các hóa thạch cổ, người ta đã tìm thấy trong dạ dày của Tylosaurus những loài rất phổ biến như cá, cá mập, các loài chim không biết bay như Hesperornis, các loài bò sát cỡ lớn của đại dương như Plesiosaur và thậm chí là những loài thuộc họ Mosasaur khác. Ngoài ra, cũng có những giả thuyết cho rằng Tylosaurus cũng ăn khủng long trên cạn, một mẫu vật có tên Torquina Mountain Hadrosaur từ thành hệ địa chất Matanuska tại Alaska đã bao gồm những khúc xương của loài Hadrosaur, một loài khủng long trên cạn, có đầy các dấu vết khá tương đồng về kích thước cũng như sự sắp xếp răng của loài Tylosaurus. Tuy nhiên, nhiều người đặt ra giả thuyết rằng Tylosaurus ăn thịt khủng long có lẽ là một trường hợp nhặt xác, có thể con quái vật đại dương này đã tìm được xác của một con khủng long đuối nước bị cuốn ra biển. Khi động vật chết, cơ thể phân hủy của chúng sẽ sản sinh ra khí ga, khiến xác chết của chúng nổi lên trên mặt nước. Vì thế, loài Mosasaur thường cắn vào những cái xác để khí thoát ra rồi mới ăn thịt. Trong quá trình đi săn của mình, Tylosaurus lựa chọn các con mồi như cá mập hoặc những loài Mosasaur có lẽ còn bắt nguồn từ việc loại bỏ các đối thủ cạnh tranh thức ăn trong khu vực sống của mình. Khi thế giới còn bao trùm bởi đại dương mênh mông, Tylosaurus được liệt vào top đầu những quái thú săn mồi thời bấy giờ. Nhóm thợ mỏ đang khai thác đá hoa cúc bất ngờ phát hiện phần xương hóa thạch của Tylosaurus. Nghĩ rằng phát hiện này khá đặc biệt, nhóm thợ mỏ gọi cho Bảo tàng Cổ sinh vật học Hoàng gia Úc để kiểm tra các mẫu vật hóa thạch. Các nhà cổ sinh vật học đã đưa phần xương hóa thạch về bảo tàng để nghiên cứu. Trong đó, Dan Spivak, một nhà nghiên cứu tại Viện Bảo tàng cho rằng Tylosaurus trông giống như một con rồng Komodo biết bơi vậy, chỉ khác biệt một chút ở chỗ phần mũi mà thôi. Hộp sọ của nó dài khoảng 1 mét, gắn với cặp hàm đầy răng sắc nhọn. Spivak còn cho biết thêm, ngày nay chưa có loài thú săn mồi nào có khả năng đỉnh cao như loài Tylosaurus. Loài quái vật biển khổng lồ thậm chí còn từng được đưa vào bộ phim nổi tiếng của Hollywood là Thế giới khủng long, Jurassic World. Nhưng ông Spivak lại không đồng tình với việc kích thước của Tylosaurus bị phóng đại quá mức trên phim ảnh. Nguyên văn của ông như sau. Con Tylosaurus xuất hiện trong phim thực sự quá lớn. Những bộ phim thường có xu hướng phóng đại kích thước thực tế của loài quái vật thời tiền sử. Thực tế, chúng không phát triển lớn đến vậy. Vừa rồi là những thông tin về loài thượng long Tylosaurus, kẻ mang danh siêu sát thủ đại dương thời tiền sử. Một loài mà chỉ xem cá mập là một phần của thực đơn trong bữa ăn thịnh soạn của mình. Một lần nữa, xin cảm ơn 1.000 bạn đã ấn đăng ký theo dõi kênh. Đây sẽ là nguồn động lực để Uncheck Share biên tập những video hay hơn trong tương lai để phục vụ các bạn. Nếu các bạn thấy video hữu ích và có thể để lại một like, chia sẻ video đến nhiều người hơn nữa, các bạn cũng có thể yêu cầu mình làm về những loài sinh vật nào đó mà các bạn yêu thích ở phần bình luận. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình hơn nữa thông qua những thông tin ở phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại!